Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Jun Cha Cha TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chúng ta vẫn có ba cái tôn chỉ: sự thật, niềm tin và cố gắng lan tỏa cái điều tốt đẹp. Và muốn gì thì gì, muốn có niềm tin, muốn có được cái sự tốt đẹp thì chúng ta cũng phải nhìn vào cái sự thật. Mà nhìn vào cái sự thật thì nhiều khi nó không dễ dàng một tẹo nào. Tôi chỉ lấy ví dụ như thế này. Tuần trước thì VFS đã, tức là mã cổ phiếu của VinFast, thì đã lập một cái đáy mới. Đó chính là cái đáy mà thật sự là rất là khủng khiếp. Từ hơn 93 đô la Mỹ, nó đã giảm một cách khủng khiếp. Đó là về bao nhiêu ạ? Về 3,6 đô la. Thế nhưng mà sang đầu tuần thì báo cáo với các bác rằng là cái mức tụt giảm nó còn kinh hoàng hơn rất là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy phiên đầu tuần ngày hôm qua thì nó đã giảm tới gần 10%, gần 10%, tức là giảm 0,34. Tức là các bác có thể nhìn thấy cái phần mà âm 0,34 ở chỗ này đây, tức là 9,44% đây, tôi vừa bôi đen nó. Bây giờ cổ phiếu nó giảm quá. Ví dụ trước đây 93 đô la thì 10% nó phải là tầm 9 đô. Nhưng bây giờ chỉ xin thưa các bác rằng là 10% của nó thì nó chỉ quả hơn 0,3 một tí thôi. Và nó lại lập tiếp một cái đáy mới nữa. Đó là cái đáy mà ở mức độ rằng là 3,26 đô la trong một cổ phiếu. Đây là con số thật sự đối với nhiều người thì nó không bất ngờ. Nhưng mà đối với nhiều người kỳ vọng vào VFS nhiều quá thì nó lại là bất ngờ. Bác Hồ chúng ta đã dạy một cái câu rằng là năm được Bác Hồ dạy, đó là khiêm tốn, thật thà và dũng cảm. Tức là chúng ta dám dấn thân, dũng cảm, nhưng chúng ta phải khiêm tốn và chúng ta phải trung thực trong mọi thứ. Thế nhưng mà thật sự khi mà nhìn thấy một cái giá mà từ 93 đô la Mỹ và xuống còn có hơn 3 đô la Mỹ thế này, và theo đà như thế này thì nhiều khi nó còn giảm xuống dưới 3 đô la Mỹ. Và dưới 5 đô la Mỹ thì người ta gọi là cái gì? Đây là 3 đô la Mỹ nhé. Nhưng mà dưới 5 đô thì người ta đã gọi nó là cái gì? Khi mà dưới 5 đô la Mỹ thì người ta gọi đó là cổ phiếu rác. Bác ạ. Người ta gọi nó là cổ phiếu rác. Đó. Cho nên ấy, đây là cái điều mà không bất ngờ đối với nhiều người. Bởi vì chúng ta đã có một cái sự hoành tráng là 99, 999 con xe được xuất sang đó, với những màn PR rất là khủng khiếp, rồi lễ xuất xe, lễ nọ lễ kia vân vân. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta nhận được gì? Chúng ta nhận được gì khi mà doanh số bán tại đó nhiều khi nó chỉ chưa bằng một căn biệt thự giá đắt ở tại Việt Nam? Tôi chỉ tự hỏi thế này. Với một cổ phiếu từ 93 đô la Mỹ xuống khoảng 3 đô la Mỹ, so với một cổ phiếu từ 1 đô la Mỹ mà lên thành 3 đô la Mỹ, thì cái nào tốt hơn? Nhiều khi nó chỉ là con số 3 đô thôi. Thế nhưng mà đối với tôi mà nói thì con số đó tốt hơn nhiều, vì nó cho ta thấy cái sự tăng trưởng, cái sự tin tưởng. Còn nếu mà sụt giảm như thế thì chứng tỏ rằng là họ không tin tưởng, chưa tin tưởng. Và thực tế cái bức tranh tài chính của bất cứ một người nào làm về tài chính thì đều nhìn thấy và nhận thấy rõ cái điều này. Tôi chỉ thấy một cái điều rằng là chúng ta thiếu đi cái sự trung thật, trung thực. Trung thực tức là nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng vào sự thật. Mà tôi lại thấy rằng là chúng ta đang cố có một cái gì đó nó ảo tưởng và tung hô nhiều quá. Tôi lấy ví dụ thế này. Đây là cái bài trên tờ Việt Nam Biz. Đây là tờ báo của Việt Nam. Đây là tờ báo của Việt Nam. Và được viết vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 lúc 15 giờ. Tức là trước cái phiên này xảy ra. Tức là nó viết vào chiều chủ nhật. Chiều chủ nhật tức là phiên thị trường đóng cửa. Lúc đó thì VinFast đang lập đáy mới. Và ngày hôm nay thì các bác có thể thấy đó là lập tiếp một cái đáy nữa. Đó là nghĩa là đáy này còn sâu hơn, tức là 3,26. Và cái tờ này có một cái từ rằng là
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu VinFast là có thể tăng 3 lần từ đáy. Đây là một cái bài mà một người em của tôi đã gửi cho tôi vào chiều Chủ nhật và nói rằng là anh ơi, hay là chúng ta all in đi. Bây giờ bỏ vào đây là 500 triệu là có ngay được 1 tỷ rưỡi. Hoặc là bỏ vào 100 triệu là có ngay 300 triệu rồi. Chúng ta all in đi. Thế nhưng mà tôi đọc kỹ cái bài này thì tôi thấy thế này. Chúng ta thấy này. Các nhà phân tích của Nasdaq cho biết cổ phiếu VinFast vẫn còn tiềm năng dù vừa chạm đáy vào phiên 12 tháng 4. Rồi tiềm năng lớn. Ngành công nghiệp xe điện đang trải qua nhiều khó khăn. Ngay cả Tesla cũng báo cáo lượng xe trong quý 1 năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu xe điện thì đang chững lại. Tình hình của các startup xe điện gặp ảm đạm hơn nhiều, khi trong đó một số khác thì ví dụ như hãng xe Fisker của Đan Mạch cả một ví dụ đó. Một bài viết đăng tải trên Nasdaq thì có đề cập tới VinFast và hãng xe điện Việt Nam niêm yết trên sàn vào năm ngoái. Cổ phiếu đã tăng mạnh sau khi niêm yết và từng đặt mức cao là 93 đô la Mỹ một cổ phần, giúp vốn hóa vượt 200 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi giá thị trường của Ford và General Motors cộng lại. Sau năm 2024 thì VFS đã xác nhập đáy mới. Kết thúc phiên 12 tháng 4 thì cổ phiếu của hãng xe điện Việt Nam giao dịch ở mức 3,6 đô la Mỹ một cổ phần, thấp nhất kể từ khi lên sàn. Mức giá này thì vốn hóa VFS còn khoảng 8,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cả bốn nhà phân tích theo dõi cổ phiếu VFS thì đều đánh giá đây là cổ phiếu nên mua mạnh trong bài. Mức giá mục tiêu trung bình mà họ đưa ra là 10,5 đô la Mỹ một cổ phần, cao gấp gần 3 lần chốt phiên 12 tháng 4. Và giá mục tiêu cao nhất của một trong bốn chuyên gia đưa ra là 13 đô la Mỹ một cổ phần. Và người bi quan nhất dự đoán cổ phiếu công ty xe điện Việt Nam sẽ tăng hơn gấp đôi là 8 đô la Mỹ một cổ phần. Và vì sao sụt giảm là bắt đầu là đổ lỗi tại thị trường, vân vân nọ kia, từ các công ty đều vất hết, nhưng mà các công ty khác thì chủ yếu là giảm một nửa thôi đó, giảm một nửa thôi đó. Ví dụ Lucid mất nhiều nhất thì cũng 55%, còn chúng ta giảm đến hàng chục lần, tức là giảm khoảng 30 lần đó. Đây là cái mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện này. Và rõ ràng thì giá cổ phiếu như các bác có thể thấy ở đây là chúng ta còn có 3,26 đô la Mỹ cho một cổ phiếu một phiên thôi, nhưng mà đã gần 10%. Cá nhân tôi thì tôi biết là nói lên điều này thì rất là nhạy cảm. Thế nhưng mà chúng ta bớt đi những cái bài báo kiểu như vừa rồi. Kiểu như vừa rồi. Lúc lên thì tung hô rất kinh. Và lúc xuống thì thay vì cái phân tích thật sự, nhìn thẳng vào sự thật. Bởi vì một doanh nghiệp nói gì thì nói, nó chỉ dựa vào hai thứ. Thứ nhất là khách hàng và chất lượng khách hàng. Tức là được anh có bán được hàng không? Anh bán cho ai? Thực tế thì chúng ta có bán được hàng không? Thì phải trả lời cái câu hỏi này. Và bán cho ai thì chúng ta phân tích nữa sâu hơn để bán cho ai. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là bán chủ yếu là tay trái thì bán cho tay phải. Hãng xe xanh SM có phải của anh Vượng? Công ty này hiện nay đang tiêu thụ bao nhiêu phần trăm cái số xe điện? Và bao nhiêu phần trăm là bán cho khách hàng cá nhân? Cùng một con số bán xe, nhưng mà rốt cục để bán cho ai? Đó là điều quan trọng. Bán cho khách hàng bình thường, mọi người trên thế giới thì chỉ bằng một nửa con số đó thì chúng ta có thể là tự hào lắm rồi. Thậm chí chỉ cần 1/3 con số đó thì thật sự chúng ta cũng cảm thấy có một cái tín hiệu tốt. Thế nhưng mà cuối cùng nhiều bạn bảo đây tôi rằng là anh ấy cố gắng để mang đô la về Việt Nam, nhưng bây giờ chúng ta đã đưa ra ngoài đến hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng mà cầm về thì được bao nhiêu đô la Mỹ? Để nói về tương lai thì tương lai chúng ta sẽ mất hàng tỷ đô hay tương lai chúng ta sẽ có hàng tỷ đô, thì các bạn trả lời giúp tôi và chúng ta sẽ chờ đợi tương lai, thì cái này tương lai sẽ trả lời cho chúng ta. Có những cái là do hồ dạch khiêm tốn, một người có ba cái đức tính: khiêm tốn, trung thực và dũng cảm. Tức là họ khao khát làm cái mới, họ dám dấn thân, nhưng họ sẽ vô cùng thận trọng, họ sẽ nhìn thẳng vào sự thật rằng là chúng ta có cái gì. Nhìn thẳng vào sự thật, những ngành công nghiệp không phải là tự nhiên nó có được. Tại sao mà một số công ty nó không thể sản xuất được? Ví dụ như các bác thể thấy rằng là Thái Lan
là thủ phủ, người ta gọi là thủ phủ của ngành ô tô của Đông Nam Á. Nhưng để mà sản xuất một con xe thì Thái Lan bây giờ vẫn chưa đủ trình, và hầu hết thì chỉ là lắp ráp mà thôi. Hay là ví dụ như một số quốc gia khác cũng là rất mạnh, nhưng mà họ cũng rất khó để có thể sản xuất sang con ô tô để mà trở nên phổ dụng toàn cầu. Tôi lấy ví dụ như là Ấn Độ, rất nhiều những công ty tập đoàn. Tại sao mà Trung Quốc không sản xuất ô tô từ cách đây khoảng 30 năm? Đó là bởi vì rằng lúc đó công nghiệp họ chưa phát triển, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, rồi là công nghiệp đó kia vân vân chưa phát triển. Họ phải tích lũy đủ cái thời gian, mà tích lũy đủ cái thời gian thì không phải chỉ tích lũy trong một hai ngày, mà nó là hàng chục năm, và nó là hàng chục công ty. Cái này nó phải liên quan tới rất nhiều những điều khác nữa, chứ không phải là chỉ đơn giản là cứ nhập dây chuyền về rồi công nghệ cái đó. Chúng ta phải bỏ ngay cái tư duy ấu trĩ đó đi, có những cái vô hình chúng ta không nhìn thấy được, vô hình không nhìn thấy được. Thật sự ở đây á, tôi không ép gì cả, nhưng mà cái cách truyền thông, cái cách mà nâng tầm nó lên trở thành một cái điều vĩ đại thì nó thật sự nó mất đi cái sự khiêm tốn và trung thực. Dũng cảm có thể chúng ta bảo là chữ bài, nhưng mà dũng cảm mà không có sự khiêm tốn trung thực thì người ta gọi là liều, người ta gọi là liều. Còn dũng cảm mà có được cái sự trung thực và có cái sự đợi, khiêm tốn thì người ta gọi là dấn thân. À, giống như đi vào rừng, một anh khác đi vào rừng tối om, còn rừng già, một anh xông vào bảo là tôi đi, thì cứ nhảy vào đi. Kết cục của anh ta là gì? Rất dễ anh ta có thể là rơi xuống suối và chết, hoặc chết đói chết khát. Nhưng một anh bảo rằng là để tôi đi, nhưng mà trước khi đi anh cứ xem rằng là thể lực của mình có đủ hay không. Thể lực chứ, leo núi leo rừng, thậm chí có thú dữ thì phải leo cây. Cái thứ hai, anh chuẩn bị cho mình vũ khí, ong đốt thì làm thế nào, có khói để mà xua đuổi ong hay không, rồi rồi là dây thừng thế nào để mà có thể là treo lên cây, vân vân nữa, rồi đi xuống những cái vách đá khó. Ba là vũ khí thế nào nếu như mà có thú rừng tấn công. Bốn là ăn uống thế nào, nhiều khi nước trong rừng đâu có phải uống được đâu, họ phải chuẩn bị nước, mà chuẩn bị nước thì có thể uống hết, vậy thì phải có máy lọc nước, có cái thiết bị lọc nước. Thứ ba nữa, họ chuẩn bị phải lửa, bởi vì là nếu không có lửa thì làm sao mà nấu chín thức ăn được, và làm sao mà xua đuổi thú dữ trong đêm tối được. Rất nhiều những cái trang thiết bị khác họ sẽ liệt kê ra, tức là họ dám dấn thân, họ dám đi vào rừng, nhưng họ có sự chuẩn bị đầy đủ. À, chuẩn bị đầy đủ, chứ không phải rằng là họ cứ phi một phát vào đó cho rằng đấy là dũng cảm, đấy là liều. Còn cái người mà dám dấn thân họ vẫn đi vào, nhưng họ phải đủ đã rồi họ mới đi, tức là họ rất khiêm tốn, họ thực sự họ không có huynh hoang và cái khoác lác gì cả, và họ sẽ đi vào theo cái kiểu đó. Đấy, người ta gọi là dám dấn thân, tức là dũng cảm, chứ không phải là liều. Tất cả thứ đó để chia sẻ với các bác rằng là tôi không ngại nói việc này, nhưng mà rõ ràng tất cả những câu hỏi tôi đều chia sẻ và trả lời với các bác rằng là thẳng vào các bác là bản chất nó là cái gì. Tôi với nhiều người bảo rằng là phải tự hào, tôi nói là bản chất của những người mà tự hào, cần cái sự tự hào, cần cái sự ra thế giới, thì đó là cái sự tự tin sâu thẳm trong trái tim họ, sâu thẳm trong tâm can của họ, đó là sự tự tin, thì họ mới cần một thứ để mà khoe với mọi người, để mà huênh hoang với mọi người. Nó giống như kiểu anh nhà nghèo nhưng cố mua được một con ô tô để làm gì, để mà cho bằng bạn bằng bè oai, nhưng mà thực tế anh đã đưa gia đình của mình vào trong một thảm cảnh. Cảm ơn các bác rất nhiều.